bụng rồi đó, con đói bụng rồi. Hồi sớm giờ con ở nhà con đói bụng rồi. Gớt. Sớm giờ con đói bụng rồi. Bây giờ con kiếm cà rốt con ăn nè. Con không? Con ăn này không? Con ăn này không? Nè. Này con ăn này không? Ăn không? Ủa con không ăn trái trái này hả? Trái này ngon lắm nè. Trái này là con không ăn hả? Trái này là ớt chuông. Ủa con không ăn ớt chuông hả? Nè thôi. Không, má mi không đụng con nữa nha. Con ăn ha. Con không? Cho má mi đụng miếng đi. Cho má mi nựng tí đi. Cưng quá à. Nè. Ôi giỏi quá. Giỏi quá à. Cưng quá vậy ta. Ủa đi đâu vậy? Nhưng mà chỉ có con duy nhất thôi à. Cưng không? Giờ nó quen rồi. Hả? Quen rồi nè. Đó, con quen rồi. Con quen ăn rồi hả? Con quen ở đây rồi ha. Ở đây ha, không có chạy lung tung hay chưa nè. Con mà chạy lung tung á, biết không, con mà chạy lung tung á là người ta bắt con á, biết không, con phải ở đây nha.